Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Hân Flower của mình. Trong video lần này thì mình sẽ nói rõ về phần hoa sáp và hoa sáp nguyên liệu. Hoa sáp có sẵn và hoa sáp nguyên liệu nhé. Đây là hộp đầu bông hoa sáp có sẵn. Khi các bạn mua đầu bông, hộp đầu bông này về, một hộp thì gồm 50 đầu bông hoa sáp có nhiều màu. Đây là hộp hoa sáp đỏ gồm 50 bông. Đây là đã làm thành phẩm, đã làm hoa này, hoa sáp sẵn một bông như thế này rồi. Các bạn mua về chỉ việc gắn kẽm vào rồi và cắm lên bó thôi. Hoặc là các bạn thích nữa thì các bạn có thể gắn thêm lá và lá hồng và cỏ điểm vào. Đây là hoa sáp làm sẵn nhé. Và hoa sáp nguyên liệu. Hoa sáp nguyên liệu ở đây, ở trong video của mình đã có một cái làm một hoa sáp nguyên liệu. Mình sẽ tháo một bông ra và để cho các bạn hình dung. Đây, mình có sẵn nguyên liệu luôn. Khi các bạn mua hoa sáp nguyên liệu về thì một bịch như thế này gồm 100 bông làm ra được hai hộp hoa sáp như thế này, tùy chọn màu. Hoa sáp nguyên liệu này thì đây, sáp nguyên liệu của mình, cánh ở trong có 4 cánh, mình đã có một video hướng dẫn rồi. Đây, cho nên là trong video này thì mình chỉ nói sơ qua để các bạn phân biệt được đó là hoa sáp nguyên liệu và hoa sáp làm sẵn rồi nhé. Sẽ có hai lớp, có ba lớp, lớp trong cùng 4 cánh và hai lớp ngoài cùng thì gần giống nhau, 5 cánh và hơi cong và tạo hình. Và đây là cánh hoa thôi, còn đài hoa. Đây là đài hoa và một cái cây nhỏ như thế này là để cố định. Và xốp nữa. Rồi, là đủ. Một đây là đủ một bộ nguyên liệu. Bộ nguyên liệu để làm ra một hoa sáp như thế này là gồm xốp, cánh hoa, đài hoa và cây cành chia nhỏ như thế này. Mình gọi đó là cành chia chứ còn không biết mọi người gọi như thế nào thôi. Ok, các bạn thể hình dung ra được không ạ? Cách làm thì mình đã nói sẵn rồi, đó là phần mình muốn nói. Và cái phân biệt, các bạn phân biệt là các bạn cô có một số bạn cô nhắn tin hỏi mình rất là nhiều là nguyên liệu để làm ra một hoa sáp như thế nào, hay là hoa sáp cần làm những gì hay sao. Thì các bạn trong video này thì mình cũng nói rõ luôn, hoa sáp mà để làm được một đầu bông này mà có nguyên liệu này á thì mình gọi đó là hoa sáp nguyên liệu. Còn đây là đầu bông người ta làm sẵn. Làm sẵn rồi thì các bạn mua về các bạn cắm kẽm vào rồi các bạn bó thôi. Và đương nhiên thì cái làm sẵn thì giá thành nó sẽ cao hơn. Rồi, đây là một cái sáp mình đã làm sẵn. Video của mình tới đây là kết thúc. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu như các bạn có nhu cầu mua nguyên liệu thì hãy liên hệ với mình qua Facebook hoặc Zalo. Mình đã để thông tin Facebook và Zalo của mình ở dưới mỗi video, phần mô tả của mỗi video. Nguyên liệu mình có bán đầy đủ tất cả các nguyên liệu để làm thành một bó hoa sáp thành phẩm như vậy. Đối với các bạn mới làm thì hy vọng video này sẽ bổ ích cho các bạn. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào.